Chào mừng các bạn đến với cộng đồng cha mẹ thông thái Việt Nam. Và trong nhóm cộng đồng cha mẹ thông thái Việt Nam, mục tiêu đó chính là cha mẹ chuyển hóa con hạnh phúc. Bởi vì cha mẹ chuyển hóa thì khi đấy con sẽ nhận được tình yêu thương, sẽ nhận được trường năng lượng, sẽ nhận được những cái điều tuyệt vời từ cha mẹ và con cũng có thể tự động chuyển hóa được. Và khi bạn thực thi 360 ngày với lòng tràn đầy sự biết ơn và tình yêu thương, lúc đó thì ngay bản thân bạn còn không cả nhận ra mình. Tất cả những cái triệu chứng như là sự tức giận, sự khó chịu, sự bực dọc, sự oán hận, sự ganh ghét, sự đố kỵ, rồi những cái hình ảnh mà bạn không như ý bạn làm cho bạn sôi máu lên thì cũng sẽ tự động biến mất và trả lại cho bạn một cái thế giới bên trong bình an. Và lúc đó thì bạn thật sự hạnh phúc từng phút giây. Và bây giờ cô Lanh sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để mà bạn có thể thực thi lòng biết ơn và tình yêu thương với tràn đầy cảm xúc. Thứ nhất là khi bạn thực thi lòng biết ơn và tình yêu thương thì điều đầu tiên bạn cần phải đó là biết ơn chính bản thân mình. Bạn hãy biết ơn toàn bộ cơ thể tuyệt vời, khỏe mạnh và đẹp đẽ này. Sau đó bạn biết ơn từng bộ phận trên cơ thể của bạn. Ví dụ như là: tôi biết ơn bộ não trí tuệ, thông minh, sáng suốt của tôi giúp cho tôi có được nhiều chiến lược tuyệt vời. Tôi biết ơn khuôn mặt thanh tú, nước da sáng, trắng, khỏe mạnh. Tôi biết ơn chiếc cổ khỏe mạnh của tôi. Tôi biết ơn trái tim của tôi tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp. Tôi biết ơn tất cả các cơ quan nội tạng của tôi khỏe mạnh. Tôi biết ơn các đốt sống lưng của tôi khỏe mạnh và thoải mái. Mỗi khi bạn đọc đến bộ phận nào trên cơ thể, bạn hãy nghĩ đến điều đó, hãy cảm nhận điều đó, hãy thư giãn và thả lỏng ra, thì bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. Cái điều thứ hai bạn cần biết ơn đó chính là biết ơn người vợ hoặc người chồng bên cạnh mình. Ví dụ như là khi mình biết ơn thì mình luôn đọc cả tên vợ, cả tên chồng nhé. Giả sử như là cô Lanh có chồng tên là Hoàn thì cô Lanh sẽ nói là tôi biết ơn chồng của tôi, anh Hoàn, người chồng rất là yêu thương, người chồng rất là tuyệt vời, người chồng luôn đi cùng tôi, người chồng bản lĩnh, mạnh mẽ, chăm sóc gia đình và là người chồng quyết đoán, là người chồng kiếm ra rất rất nhiều tiền. Kể cả ngay cả khi nhé, ngay cả khi anh ấy chưa làm được những điều như là bạn mong muốn thì bạn cũng nói ra những cái điều mà bạn mong ước từ anh ấy. Hãy nói ra như thế với tràn đầy cảm xúc về sự biết ơn. Bước thứ ba, bạn cần biết ơn con cái của bạn. Bạn có bao nhiêu bạn con thì bạn biết ơn ngần đấy bạn và đọc tên từng bạn ra nhé. Ví dụ như là cô Lanh có bạn Ngọc Linh thì cô Lanh sẽ nói là mẹ biết ơn Ngọc Linh của mẹ. Ngọc Linh của mẹ là một cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, học rất là giỏi tiếng Anh và là một cô con gái bản lĩnh, là một cô con gái đáng yêu, giàu tình yêu thương với mọi người, hay giúp đỡ chia sẻ mọi người. Tất cả những phẩm chất mà bạn mong muốn con bạn đạt được thì bạn cũng nói ra điều đấy nhé. Có thể ngay những thời điểm ban đầu bạn sẽ e ngại khi nói những điều đấy bên cạnh những cái con người tuyệt vời đó, thì bạn có thể nói một mình, nhưng sau dần bạn quen rồi thì bạn hãy nói bên cạnh những người thân yêu đó của mình nhé, thì sự chuyển hóa lượng tử vô cùng luôn. Khi mà bạn biết ơn con của bạn thì có thể có mặt các bé ở đó rất là tuyệt vời. Giả sử như đây là bé Lam Phong này thì mình sẽ nói là tôi vô cùng biết ơn Lam Phong, con của tôi rất là đẹp trai này, ngoan ngoãn, khỏe mạnh này, con rất là khỏe mạnh này, con có một cái gương mặt rất là thanh tú này, con rất là tự tin, con là một bạn nam rất là bản lĩnh này, hay giúp đỡ mọi người này, con học giỏi môn các môn tiếng Anh này, môn toán này, tiếng Việt nữa này, đúng rồi đấy, và con luôn tràn đầy tình yêu thương và lòng biết ơn đối với tất cả mọi người. Rồi biết ơn Quân này, con trai mấy tuổi này, con trai 7 tuổi nhỉ? 8 tuổi, 7 tuổi con nhỉ? 7 tuổi này, rất là ngoan ngoãn, bản lĩnh, đẹp trai này, rồi học giỏi này, viết đẹp này, tính toán nhanh này, học tiếng Anh siêu giỏi này,
rồi có cái trí tuệ rất là thông minh này. Mình hãy biết ơn tất cả những cái điều mình mong muốn ở con nhé. Tiếp theo, bạn sẽ biết ơn đến những người thân yêu trong gia đình như là bố, mẹ, rồi anh chị em ruột thịt đã luôn yêu thương bạn vô điều kiện, đồng hành cùng với bạn. Rồi bạn biết ơn những đối tác của bạn, những nhân viên của bạn, hay là sếp của bạn, hay những đồng nghiệp của bạn, hay những khách hàng của bạn. Biết ơn cả những khách hàng của bạn nữa nhé. Rồi bạn biết ơn những con người đi qua cuộc đời của bạn, để lại cho bạn những cái bài học, những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Rồi bạn có thể biết ơn những cái mối quan hệ bạn đang có. Bạn biết ơn cả những cái đồng tiền bạn đang có nữa. Rồi cuối cùng là bạn biết ơn mẹ thiên nhiên, biết ơn mẹ trái đất, biết ơn mẹ vũ trụ. Và bạn sống với tràn ngập lòng biết ơn. Và biết ơn tất cả những cái cơ hội nữa. Nên là khi bạn làm điều đấy thì cuộc sống của bạn hoàn toàn được chuyển hóa. Và khi bạn chuyển hóa thì mọi người xung quanh của bạn hạnh phúc tràn đầy. Hãy thực thi lòng biết ơn và tình yêu thương mỗi ngày. Bởi vì tình yêu thương và lòng biết ơn đó chính là gốc của gốc của gốc của gốc của sự thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.